Đây là món ốc nhồi đặc sản của miền Tây. Khi mùa nước nổi lên thì đặc biệt ốc rất là nhiều và cách chế biến cũng rất là đa dạng. Hôm nay mình sẽ làm một món ốc nhồi xả nghệ và thịt băm. Đặc biệt rất là thơm ngon. Rồi mời các bạn vào xem cách làm ốc nhồi của miền Tây đặc sản nha. Đây là 150 g thịt băm và một ít hành tím sắc, tỏi mình cũng đã sắc nhuyễn rồi. Và bên đây mình sẽ dùng là 20 g nấm mèo mình cũng đã sắc nhuyễn, một lát mình sẽ sắc cho nó nhuyễn một tí. Và mình sẽ dùng là 3 cọng sả. Rồi bây giờ nguyên liệu bên đồ niêm bên đây á, thì mình sẽ dùng có là một ít muối, một ít đường, tiêu, bột ngọt và đặc biệt là nửa muỗng cà phê bột nghệ. Để cho thơm hơn thì mình sẽ dùng thêm đó là dầu hào. Và không thể thiếu thì nguyên liệu chính của mình hôm nay sẽ là ốc. Ốc này mình sẽ dùng là 500 g. Mình dùng 500 g ốc hôm mình đã ngâm thật là kỹ ngày hôm qua để cho nó lọc sạch những cái chất dơ và nhớt. Giờ mình sẽ đi nấu nước sôi để mình lấy phần ốc này ra cho một cách dễ dàng. Đây là tổng thể nguyên liệu của mình. Giờ sẽ đi bắt cái ấm siêu tốc để đổ nước sôi vào đây. Giờ mình sẽ nấu ấm siêu tốc cho thật là sôi. Để lấy phần ốc này được dễ và sạch nhớt thì cho nước sôi vào trong ốc này. Mình trụng sơ, chỉ trụng sơ không được trụng chín quá. Rồi giờ mình sẽ lấy ốc này, lấy cái thịt, phần thịt ra một cách dễ dàng và rửa lại thật sạch bằng nước muối. Ở đây thì mình đã lấy cái vỏ ốc ra rồi, một bên vỏ và bên đây là thịt mình rửa sạch sẽ, bóp muối và giấm để cho nó ra nhớt và những chất dơ. Như giờ thì mình sẽ đi bầm ra, nó sẽ được bầm ra và cái phần vỏ này mình sẽ rửa sạch và giữ lại. Nhớ là ốc này mình lấy ra rồi thì phải rửa bằng muối với phèn để cho nó thật sạch, bởi vì ốc này nó rất là dơ nha các bạn. Mình lấy cái cây nĩa này nè, mình dít ra, còn phần vỏ đó thì phải rửa sạch sẽ lại để giữ lại cái phần vỏ. Giờ thì mình sẽ đi bầm nhuyễn cái phần ốc này ra. Rồi ốc mình đã được mình bầm nhuyễn ra. Mình sẽ không bầm nhuyễn quá, nếu các bạn thích bầm nhuyễn có thể cho vào máy bớt, nhưng mà nó sẽ không ngon. Mình muốn giữ lại cái hương vị của ốc cho nên mình sẽ bầm như vậy vừa thôi. Rồi bây giờ phần tiếp theo thì cho ốc vào trong một cái thau, cho hết nguyên liệu này vô luôn: tỏi, thịt, hành băm, và đây là những cái gia vị mình đã chuẩn bị sẵn. Cho vào đây một muỗng cà phê dầu hào. Trộn đều lên. Rất là thơm, bởi vì trong đây nó có nghệ, tỏi, củ hành. Mình trộn lên lúc này cái mùi nó sẽ rất là thơm, và cộng với cái mùi tiêu á, cay cay nồng nồng. Nếu bạn nào thích ăn ớt có thể cho vào đây một ít tương ớt cũng rất là ngon, lại tăng thêm cái mùi thơm. Ở nhà có các bé thì mình sẽ không dùng thêm tương ớt, mình sẽ dùng tiêu. Đây là cái cây sả lúc nãy của mình, bây giờ tét ra, tét để lấy cái phần vỏ sả.
cát thì vừa thôi. Đó, bác lấy cái vỏ xả này nè, thằng lát mình nhét vào trong cái ốc á, vỏ ốc á, để khi mình hấp á thơm lắm. Tét ra như gì. Rồi mình làm cho xả nó mềm. Bóp lại như vậy để xả nó mềm, mình nhét vào trong ốc mới dễ. Chuẩn bị phần vỏ ốc. Rồi mọi thứ đã được sẵn sàng. Mình sẽ cầm cái cây xả này nhét vào đây. Nhét vào đây như vừa như vậy. Rồi sẽ dích từng cái hỗn hợp lúc nãy mình cho ông trộn rồi. Nhít luôn cuộn tỏi và hành nó bự như vậy, một lát nữa mình lúc mà hấp lên nó sẽ bị được dịu lại, và cái đặc biệt cái mùi của nó sẽ rất là thơm. Cho vào đây, nhét vô. Mùi nó sẽ rất là thơm thế. Ăn nó rất là ngon luôn, nó giòn giòn cái mùi nấm mèo á. Và đặc biệt nó thơm thơm cái mùi nghệ nè, mình nhét nó hơi bị nhiều nè. Nhét nhiều nhiều á, nhìn này, nó hấp dẫn hơn, nó ngon hơn. Để miếng tỏi gì nè, nó rồi bây giờ lần lượt mình sẽ làm hết cái phần ốc này, mình cho từ từ vô. Rồi hoàn thành, chị nghĩ bắt cái nồi lên. Rồi cho cái này sát sát ở đây cho nó thơm. Một đống bùi nhùi tủ rơm lên. Cái này ốc tủ rơm. Đây. Giờ mình sẽ bỏ vào trong cái nồi mình hấp lên. Chuẩn bị cái nồi, mình sẽ hấp 30 phút. À, nó nước nó sôi rồi nè. Sau 30 phút hấp thì ốc của mình chín và mình sẽ vớt ra và trang trí cho đẹp mắt nha. Rồi và giờ đây là cách trang trí để cho đẹp mắt và cái món mình nó hấp dẫn hơn, thì đây mình đã làm sẵn rồi. Mình chỉ lấy một ít như vậy để cho nó không có bị ngán. Và đặc biệt thì rất là thơm, thơm cái mùi nghệ và xả, và hương vị lại cay cay và béo béo của thịt đó rất là ngon. Mình luôn chúc cho các bạn thành công với những món ăn ngon. À, gia đình, và cũng đừng quên chia sẻ, like, đăng ký cho bạn bè cùng xem để ủng hộ cho Hiếu Quỳnh mình nha, và cập nhật những video mới tiếp theo. Rồi, tạm biệt, cảm ơn đã xem và ủng hộ mình nhé. Món này có thể mình dùng với muối tiêu chanh hoặc nước mắm ớt thì tùy thích nha. Ngon không? Ngon không? Quá thơm luôn. Có bé nào thích không nè? Cái miếng chanh là thấy chảy nước miếng. Đây là món ốc nhồi xả nghệ. Mình đã hoàn thành và hấp sau 30 phút. Nhìn rất là ngon và bắt mắt. Và đây là cách trang trí của mình. Đặc biệt mùa nước nổi ở miền Tây thì cái món ốc rất là nhiều và cũng có nhiều cách để chế biến những món ăn ngon. Giờ hãy vào xem cách làm ốc nhồi đặc sản của miền Tây nha. Rồi bây giờ ốc này sẽ lấy ra mình dùng thôi. Ngon quá, mình lấy, con muốn lấy ốc này ra rất là dễ, chỉ có hai cây xả bên đây nè, rút lên xả ra đó, nắm hai cái đó đó, rút lên rất là dễ, thấy không, lại vừa thơm nữa. Thơm quá. Mình chấm với muối tiêu chanh nè đó. Ngon quá không à. Đặc sản đó, ốc nhồi đó, thơm quá, mềm mềm chua chua, thơm thơm, béo béo, mùi xả. Ăn con thứ hai luôn. Ngon quá. Lấy ra đó, nắm cái cây xả này là lấy ra một cách rất là dễ dàng đó. Chấm với muối tiêu chanh nó chua chua rất là ngon.